Khối tài sản khủng của Tóc Tiên và Hoàng Tulliver khi về chung nhà, biệt thự 10 tỷ tại Đà Lạt, đồ hiệu xế sang không thiếu. Sau thời gian dài hẹn hò ngày 20 tháng 2 thì Tóc Tiên và Hoàng Tulliver đã chính thức về chung một nhà bằng lễ cưới bí mật tại Đà Lạt. Để đảm bảo ngày trọng đại được diễn ra riêng tư nhất thì cặp đôi còn thắt chặt an ninh đến mức tối đa, chỉ mời khoảng 50 người bạn thân thiết đến tham dự. Cũng vì mọi thông tin đều được bảo mật kỹ càng đến phút chót nên hình ảnh hiếm hoi trong suốt hôn lễ luôn là điểm chú ý của khán giả. Đặc biệt là cũng sau lễ cưới thì không ít người còn dành sự quan tâm lớn đến khối tài sản chung mà Tóc Tiên và Hoàng Tulliver cùng sở hữu. Nếu Hoàng Tulliver được biết đến là DJ, nhà sản xuất âm nhạc trẻ hàng đầu Việt Nam, được nhiều người săn đón thì Tóc Tiên cũng nắm trong tay khối tài sản không phải giảm vừa sau 15 năm hoạt động nghệ thuật. Sau 5 năm yêu nhau thì ngày 20 tháng 2, Tóc Tiên và Hoàng Tulliver đã chính thức về chung một nhà. Song song với hôn lễ thì khán giả cũng rất hiếu kỳ với khối tài sản mà cả hai đồng sở hữu. Trước khi lễ cưới diễn ra thì căn biệt thự tại Đà Lạt có trị giá lên đến 10 tỷ đồng của Tóc Tiên và Hoàng Tulliver cũng vừa được hoàn thành. Được biết đây cũng là khối tài sản chung của cả hai khi chính thức nên duyên vợ chồng, sẽ được dùng để kinh doanh homestay vào tháng 3 tới. Không chỉ sở hữu biệt thự tại Đà Lạt cùng với Tóc Tiên, Hoàng Tulliver còn có nhiều khối tài sản đắt đỏ khác và là một trong những đại gia ngầm của Vbiz. Theo một số nguồn tin cho biết, nam producer sinh ra trong một gia đình kinh doanh giàu có và hiện tại anh được rất nhiều khán giả biết đến qua vai trò DJ, nhà sản xuất âm nhạc tài ba, người đứng đầu của nhiều sự kiện âm nhạc cho giới trẻ. Theo đó thì nhiều năm về trước thì Hoàng Tulliver đã là nhà sản xuất kiếm tiền thuộc hàng đáng nể và anh được săn đón nhờ cách làm nhạc sáng tạo hấp dẫn. Đặc biệt là sau chương trình The Remix 2015, tên tuổi của Hoàng Tulliver lên như diều gặp gió. Cũng vì thế mà giá trị những bản phối khí của anh ngày càng tăng và đã đạt được con số không nhỏ ở hiện tại. Và đến nay thì anh đã tự tích lũy cho mình khối tài sản đáng mơ ước ở tuổi 33, gồm nhiều bất động sản, xe hơi sang trọng và những chiếc đồng hồ đắt giá. Trong khi đó thì Tóc Tiên từ nhiều năm trước đã là một thí sinh thành công nổi tiếng tại Việt Nam. Năm 2009 thì cô bất ngờ đi du học Mỹ và đầu quân cho trung tâm ca nhạc hải ngoại đình đám, thường xuyên biểu diễn phục vụ kiều bào. Và đến năm 2014 thì Tóc Tiên mới trở về Việt Nam và từng bước lấy lại hào quang. Sự nghiệp thăng hoa có nhiều bản hit, đắt show diễn, quảng cáo, quay game show. Tóc Tiên được cho là có mức thu nhập không phải giảm vừa. Cũng chính nhờ điều đó nên các chuyến du lịch sang chảnh hay là việc mua sắm đồ hiệu, mua nhà, tậu xế hộp bạc tỷ luôn là chuyện dễ dàng với cô.